Đến với đồng quê Bắc Bộ, ngoài bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, còn có một mùa mang tên là mùa nông nhàn. Tại thôn Bồ Dương, xã Hùng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương, mùa nông nhàn là lúc những người nông dân cùng nhau sáng tạo và gìn giữ một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo. Cái rối nước này có người nông dân lao động trực tiếp nghĩ và sáng tạo ra để mua vui trong cái lúc gọi là nông nhàn mà rỗi rãi, giải sầu trong cái lúc mệt nhọc. Vì sao? Rối nước thì là nó ở những cái vùng chiêm trũng. Thế thì người nông dân tức là lợi dụng từ cái mặt nước mà nghĩ ra cái trò gọi là để mua vui thiên hạ, để xây dựng nên tất cả các cái tích trò. Trước đến nay, hầu hết những quân rối chính của phường rối Hồng Phong đều do đôi bàn tay của những người thợ mộc Bồ Dương tạo ra. Các quân rối thì cũng hình thức như ở xã hội bên ngoài. Con người ta thế này, người đi chợ, người đi dắt trâu, người đi cày, người vác cuốc, phải tạo ra mỗi chú tễu một khác nhau. Trong buổi mua rối, giáo đầu này phải ra trước. Ra trước thì là phải giới thiệu, đây là đoàn rối. Thế lúc nào mồm cũng phải tươi cười. Khán giả xem người ta cũng đã thích. Tễu này này, đục là phải cười, cười mà cười là tươi, đẹp. Phường rối Hồng Phong là một trong những nơi có sân khấu biểu diễn rối nước riêng đặt ngay tại làng. Tại đây có ba trò múa rối cổ được coi như giữ miếng nghề của làng. Quy nước na xí, tức là cái trò đầu tiên ra để khơi màn, để cho khán giả chú ý và để thấy là nó cũng là rất thăng hoa. Trên rời thì pháo phun lên ở dưới nước thì cờ nọng bật dậy, tết tấu đánh lừa khán giả nhìn lên rời thì đi lúc quay xuống dưới thì lại một rừng cờ là xung quanh là đã nổi lên rồi. Hai nữa thì như thế là đấu ngựa cửa sóc, đòi hỏi cái người diễn viên hai người đánh phải 4 giây, mỗi người 2 giây. Phải thật là nhịp nhàng ăn khớp. Và cái thứ ba nữa là cái trò mà cắm cờ hội, tức là hai ông tễu từ trong buồng trò cái ra vác cờ rất đàng hoàng, từ trong buồng trò ra nhưng ra đến tận gọi là cái điểm quy định, tức là cái góc cửa sóc kia, cắm cờ xuống thế và như thế là đi vào trong. Thì nó hay ở cái chỗ tức là đúng là người gỗ mà lại ra lại cắm được cờ thật. Đấy là ba cái trò gọi là lớn nhất mà chúng tôi gọi là cái trò cổ. Thì bất cứ một chương trình rối nào là ba cái trò chúng cũng vẫn phải có. Chốn bàn đào mở hồi phần tiên, chị em ta xuống rào chơi. Dẫn trò là linh hồn của đội rối, linh hồn của con tễu. Người dẫn chuyện thì mình phải biết được là hát này, biết được nói này, rồi thì khi mà phải ngâm thơ này. Trên bờ mà nhạc hay thì ở dưới kia anh em ra con tễu biểu diễn cũng hay. Khi diễn rối không bao giờ thiếu âm thanh. Nếu thiếu âm thanh thì con trò phải nói là như là nó không có hồn. Tay chai sần của người nông dân vốn quen với tay cày, tay cuốc, nhưng khi biểu diễn rối nước lại vô cùng điêu luyện, khiến cho những quân rối gỗ trở nên có hồn, có nhịp, có đời sống riêng. Ở những làng quê Việt Nam, những người nông dân cũng đang cùng nhau giữ gìn những nét đẹp nghệ thuật văn hóa độc đáo riêng có của làng quê mình.